Để hiểu về quy tắc phá ngoặc, chúng ta có thể liên tưởng đến các tình huống sau đây. Nếu bạn được tặng một cái bàn thừa chân, tức là bạn đã được tặng một cái bàn và được tặng thêm cái chân. Nếu bạn được tặng một cái bàn thiếu chân, tức là bạn được tặng một cái bàn rồi bạn trả lại một cái chân. Nếu bạn cho đi một cái bàn thừa chân, tức là bạn cho đi một cái bàn rồi cho tiếp một cái chân. Còn nếu bạn cho đi một cái bàn thiếu chân, tức là bạn cho đi một cái bàn rồi đòi lại cái chân. Vận dụng quy tắc trên, bạn thử tính thật nhanh xem kết quả của biểu thức này bằng bao nhiêu. Comment kết quả ở phía dưới. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page Toán Thầy Kiên để không bỏ lỡ những bài toán hay tiếp theo.